mồ ra đấy. Ôi ôi giời, ngoáy cá ngoáy à, gió to kìa. Cá ngoáy nha anh em, anh em nhìn cá ngoáy chưa? Cá hồi đang ngoáy tít cho nó kìa. Ôi giời ngoáy. Ôi giời ngoáy. Ôi dậy dậy. Dậy 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 anh em nhá, dậy chết nhá, dậy chết. Dậy chết dậy. Dậy 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 dậy. Ôi vẫn lên rồi anh em nhá. Cá đang dậy rồi. Cá dậy nha anh em nhá. Ôi giời. Ui lại dãy thêm phần nữa nha anh em nhá. Cụ đi chân lạnh toát. Hello, xin chào 500 anh em, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Văn Phú Vlog. Trong thời gian qua thì mình có làm một cái video clip là làm trích diều 10m để thách đấu với em Giang 21 Yên Bái nha anh em nhá. Riêng em Giang 21 Yên Bái làm diều không tuổi gì với mình. Em ấy gọi chỉ làm mấy cái diều vớ vẩn thôi. Nếu mà để mà làm diều mà để bay được trên trời ấy, ai Văn Phú Vlog này kinh nghiệm là mười mấy 20 năm làm diều anh em nhé. Hôm nay mình vừa chặt được hai gốc tre anh em nhìn này, tre đặc khít luôn anh em thấy không, tre được đặc khít giá khu khu đùa âu luôn. Tre này để làm vai anh em ạ. Cái tre này thì mình sẽ một cây này mình sẽ chẻ làm đôi anh em nhé. Ví dụ như cây này, cái tre này mình sẽ chẻ làm đôi làm vai đây cho anh em xem này. Tre đặc khét luôn. Tre này mà làm vai thì ôi rồi ôi. Gốc này tầm hơn 2m anh em nhé. Gốc này thì mình sẽ cắt đến tầm này. Đây, mình sẽ cắt đến đây và làm bằng hai cái thanh dưới nha mọi người. Mọi người thấy không? Đấy, có hai cái thanh dưới này mình sẽ làm bằng hai thanh dưới này. Cái vai này của mình nó tầm 1.5m, 1.6m anh em ạ. Tầm đấy mình sẽ làm vai dài và to này để cho diều 10m nó khỏe. Theo như kinh nghiệm của mình làm diều ấy thì là làm diều to ấy thì vai càng khỏe thì lại càng chịu được gió, khi mà gặp gió to thì diều mới lên được nhưng không bị gãy nha anh em nhá. Thì bây giờ anh em cùng xem mình chẻ lốt cây tre này lên vai cho con diều 10m nha anh em nhá. Anh em ơi, anh em ơi, nhìn tre này, tre cũng đẹp không em. Con này mà làm vai 10m thì gọi là ối rồi ôi luôn anh em nhá. Tre đùa âu luôn này, em nhìn không, tre đùa âu thớ tre đặc khét luôn đấy. Con này làm vai thì thôi rồi anh em ạ. Đây này, mình đứng cho anh em xem này. Đây mình đứng cho anh em xem nhá. Quả vai này mà làm có 10m thì ôi rồi luôn. Đây này anh em xem, mình đứng này không còn gì luôn anh em nhá. À 10m trong tầm tay của Văn Phú Vlog. Quá tuyệt vời luôn khi mà kiếm được cây tre này mọi người. Mình may là mấy hôm trước mình quá chặt về. Đấy con làm có 10m đấy, chặt được hai gốc này. Hai gốc già cũ luôn. Làm 10m thì thôi rồi. Ok anh em nhé, chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo về con 10m và sắp tới mình sẽ lên con 4.5m caro xương cá. Nay mình mới lên áo rồi xong để mang đi giao lưu với anh em và Bắc Giang nha anh em nhé. Ok chào anh em nhé.